Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin phép được làm một cái video clip. Em hướng dẫn cho các bác coi như là mình căn chỉnh, sửa lại một cái công tắc á, của cái máy 381. Mấy cái máy 381 Trung Quốc á, máy Tập Cận Bình á, thì nó hay bị hư mấy cái công tắc. Nhiều bác hỏi cứ xài thì có mấy bữa là nó bung lên, không xài được. Đó, cái chuột ra. Đó. Thì hôm nay em xin phép em làm một cái video clip nhỏ nhỏ hướng dẫn cho một số bác coi như là đang xài máy của bác Tập Cận Bình, để mình căn chỉnh lại làm sao cho mình tắt được. Đó, nhiều bác tắt không được, đóng ne không được, nó cứ bung lên. Đó. Thì em xin phép các bác hôm nay em làm một cái video clip nhỏ nhỏ hướng dẫn cho các bác, để các bác ở nhà các bác có thể tự xử lý được. Rồi bây giờ các bác cùng với em mình tiến hành vào làm thôi nhá. Vâng, thưa các bác, đây là một em máy 381 của Tập Cẩm Bình. Thì trường hợp của nó là nhiều khi các bác bảo cái này là cái ga này mình tắt cái công tắc á, mình tắt đi là nó không có ăn hoặc nó ruột lên trên. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác coi như là mình xử lý em nó để cho này em nó không có bị ruột lên trên. Đấy. Thì thường đây các bác, thường các bác mới mua cái máy Tập Cẩm Bình này về, nhiều khi cái cần cái lưỡi gà này của nó này, đó, nó yếu các bác ạ. Nguyên nhân là do nó yếu cho nên khi các bác tắt chỉ được 2-3 ngày mà bắt đầu nó tròi lên trên thế này. Đó, nó ruột lên trên, các bác nhìn rõ không? Đó. Đó, nó tròi, nó tòi lên trên như thế này các bác ạ. Đó, cho nên các bác không tắt được. Đó, các bác không có thể tắt được. Đó, đóng ne cũng không được luôn. Đó, thì những cái máy Trung Quốc là đa số nó bị như vậy. Nhưng mà một số dòng máy thì sau này nó làm thì cái cần này nó cái lưỡi gà này nó cứng hơn, chất thép nó tốt. Đó, cho nên là nó ít bị ruột hơn so với mấy cái anh ngày trước nó hay bị. Đó. Bây giờ thì cái này ít bị hơn, nó cứng, cái này nó cứng hơn. Của bác nào mà mềm mềm ấn vô cái nó tụt vô luôn là cái đó là không xài được đâu. Thì những cái mà nó mềm như thế á các bác, yếu á, thì các bác nên đặt mua một cái zin á. Cái zin này nó cũng có mấy chục nghìn á. Đó. Hình như nó 40-50 gì các bác. Thì các bác gắn vô là xài nó ok hơn. Đó. Nếu như của bác nào nó mềm. Còn nếu như của bác nào mà nó cứng rồi. Đó. Coi như là ô xì tê con cá chê nó cứng như em này chẳng hạn. Đó. Thì trường hợp của các bác mà nó có ruột lên trên như cái này. Đó. Thì các bác chỉ cần lấy tay. Đó. Các bác nhìn đó, lấy tay các bác đè nó xuống thôi. Đó. Các bác đè xuống. Thứ nhất, thứ hai nữa là các bác nhìn ở đây này. Các bác nhìn ở đây ha. Cái mẫu ở đây em đưa cho các bác xem này. Đó. Thì cái này nó phải nằm ngang ngang với cái cần này. Đó, các bác nhìn rõ không? Em cầm biết em mỏi tay quá. Đây. Em quay cái hướng nào cho các bác nhìn rõ. Đây này. Em chọn cái hướng nào các bác nhìn cho nó dễ. Đó. Thì cái công tắc này với cái cần này, cái lưỡi gà này thì nó phải nằm ngang với nhau. Cái này không được chồi lên cao các bác nhá. Nếu như chồi lên cao quá thì nó dễ bị trượt lên trên. Đó, các bác thấy không? Thì nó phải nằm ngang như thế. Thì các bác có thể, nếu như của bác nào mà cái này nó quặp vào quá, nó quặp vào quá thì nó hay trồi lên trên, thì các bác bẻ nó ra, các bác uốn nó lên trên về một tí này. Đó, uốn về bên này một tí. Đó, làm sao cái này nó hơi vòng theo cái chiều này ha. Các bác đừng để nó quắp xuống quá ha, nó chõe ra quá thì nó cũng không được, mà nó vòng theo cái này. Đó, đây em kéo lên cho các bác thấy. Đó, các bác thấy không? Đó, nó tầm như thế này là ok, các bác nhìn rõ không? Đó. Thì nó ít bị ruột các bác nhé. Đó là điều đầu tiên các bác phải làm. Đó, thế nó ruột lên trên các bác lấy tay các bác đè ấn nó xuống thôi. Đó, ấn nó lại trở lại bình thường. Đó, đó tắt bình thường ha.
Đó là cái cách xử lý đầu tiên mà các bác gặp cái tình trạng như thế. Các bác nhớ cái uốn cái này quan trọng nha. Nhiều khi của các bác mà nó co vào đây quá, co vào quá thì nó cũng bị ruột hoặc tắt, nó không ăn. Thì các bác cũng có thể các bác bỏ lên trên, các bác kéo nó ra, các bác đưa lên đây là các bác bẻ nó lên đó, thì nó sẽ cong lên. Mà nếu như của bác nào mà nó cong lên đây quá à, trường hợp mà nó nhảy lên cao quá như thế này đó, nhảy cao như thế này, thì các bác đè nó xuống, ép nó xuống, các bác ép bớt vào ha. Các bác ép bớt vào thì nó sẽ co lại thôi đó, ép mạnh vào đó, thì nó sẽ co lại giống như hiện tại như thế này là ok đó, các bác thấy không đó, như thế này là nó ok, tắt mở bình thường, đóng nè ok các bác nhé. Rồi tiếp theo nữa là các bác lấy cho em một tí bông gòn. Bông gòn mà chai keo nằm này 2 đó. Thì do cái mấy cái dòng máy tập cẩm bình này nó không có cứng cái chỗ này cho nên là nó hay bị xúc. Các bác nhét vô cho em đó. Các bác nhét vô đây đó. Nhét vô đây rồi các bác nhỏ cho em tí keo vào đây đó. Cho nó em tí keo B52 xịt cho em cái à, thế là em nó cứng ngắc thôi đó. Xịt khói lên liền, các bác thấy không đó. Thì các bác dính nó cứng lại, thì các bác chỉnh làm sao cái lưỡi gà và cái chỗ công tác này nó thẳng nhau các bác nhé. Đó, nó phải thẳng nhau, nó đừng có xéo quá về một bên đó, thì không tốt à. Rồi tiếp theo các bác dán cho em tiếp là cái chỗ này đó. Cái chỗ này là nó cũng hay bị xúc này đó, thì các bác dán tiếp cho em cái phần vị trí này đó. Các bác nhét một tí bông gòn vô đây đó. Hoặc là các bác lấy cái tàn thuốc lạ, cái top thuốc á, nó có cái đầu bông bông á. Rồi các bác nhét vô, các bác nhỏ cho em tí keo vô, keo 502 các bác nhé. Các bác lưu văn ý cho em ở chỗ là các bác nhiều các bác bảo như dán rồi mai mốt tháo không ra. Vâng, không có gì đâu các bác, lúc các bác tháo ra các bác nạy phát nó bung lên liền à, nó ra thì dễ lắm đó. Các bác ép để em đấy đó, thì nó sẽ cứng lại các bác nhé đó. Thì cái tình trạng mà nó ruột ra thì rất là ít đó. Rồi một cái tình trạng của cái máy Trung Quốc này, khi mà các bác đóng nè nó không xuống được đó, các bác đóng nó kẹt, nó cứng. Thì cái đầu tiên là cái lưỡi gà này các bác phải chỉnh nó, độ cong nó phải chuẩn này, không có cong lên quá, không có xuống quá, thường nó quắp xuống quá là nó không đạt các bác nhé, nó hơi chảy ra một tí là ok. Cái thứ hai nữa, đây là cái cần nó nằm ở đây. Để tháo cái cần này ra thì các bác phải tháo cái miếng mủ đen này ra đó. Con ốc ở dưới, ở trong này nó có cái khóa này, nẹp này, các bác bật ra. Rồi các bác tháo cái dây điện này ra. Đấy là em hướng dẫn cho các bác tháo cái cần này ra nhé. Còn nếu như các bác không cần tháo cũng được, để các bác xử lý. Thì như cái này đây, nó nằm như thế này đó. Thì cái lưỡi gà thì nó nằm ở đây này đó, nó xuống đây, nó ăn ở cái vị trí này, cái nó bật lên bật xuống đây. Do cái gờ này á, cái gờ mà lô á, gờ ở Trung Quốc á, nó hay cộm và nó cao cho nên là nó không có gạt được đó. Thì để mà gạt được thì các bác dùng cho em một cái giũa ba lá hoặc là cái gì cũng được, cái gì bén á, hoặc các bác thể mài xuống cái này đi một tí đó. Cái vị trí, ngay vị trí này các bác nhé. Đó, cái này là cái này, cái lưỡi gà nằm đây này. Thì các bác mà cho em thấp xuống một tí. Đó, mà cho nó đều bằng đi. Các bác có thể dùng ngay trong máy các bác đục cũng được. Các bác mài bén cái giũa đi, các bác đục một xíu xuống. Rồi các bác rà đi. Đó, các bác khỏi tháo ra cũng được. Nhiều khi tháo ra thì nó hơi cực. Đó, người nào quen thì gắn vô rễ, người nào không quen thì gắn cả ngày luôn. Nguy hiểm lắm các bác. Nó nhìn nó vậy chứ nó rắc rối lắm các bác. Thì các bác, nếu mà các bác nào có tháo ra, các bác nên lấy cái điện thoại, các bác mở camera lên quay lại à, quay lại các cái cách các bác tháo là như thế nào đó, để các bác nhớ. Rồi sau khi các bác tháo ra rồi, các bác có quên, rồi các bác mở điện thoại lên xem nó nằm như thế nào, ở vị trí nào, thì các bác sẽ nhớ các bác nhé. Đó, đây là em hướng dẫn cho các bác một cái mẹo đó, tức là mình lấy điện thoại ra mình quay lại đó, khi mình tháo. À, lúc tháo xong rồi mình có lỡ quên thì mình mở điện thoại ra mình quay lại cái hồi nãy mình tháo ra như thế nào, mình không có quên đó. Thì các bác đấy, em quay lại cái vấn đề của mình đang nói, thì các bác nhớ rào cho em chỗ này đó, rào và xà xuống cho tí
là nó nhẹ liền, các bác bật lên bật xuống là ok. Đó, giống như cái này nè, đó em rà rồi là nó bật rất là dễ. Đó rồi, nhiều khi cái dây công tắc này nó xúc ra, đó cái dây này xúc ra hoặc nó ấy thì các bác có thể kiếm cái đầu dây này này. Đó, nếu như bác nào có thể đút dây vào đây bấm lại được thì tốt, nối lại đây được thì tốt. Thì nếu không được thì các bác thể nối cái này vô, các bác bóp này xuống một tí, bóp nhỏ lại ha, bóp nhỏ lại rồi các bác đút vô các bác xài cũng được ha. Trường hợp mà cái dây này nó bị đứt mình không nối được thì các bác cũng có thể xài như vậy, ok các bác nhé. Đó đấy, em nói cho các bác về công tắc này, về cái dây này. Đó, các bác hiểu chưa? Đó rồi, em nói về một cái vấn đề nữa, đó là gì? Đây lỡ rồi em tháo là em hướng dẫn cho luôn các bác cái cách gắn ở dưới đây là con đít nhá, cái đít cái con ốc đây các bác vặn ra thôi. Đít ốc tháo luôn, em nói cho các bác hiểu luôn. Đây thì đây nó có cái nồi xo này, đó nó bật lên thì các bác muốn gắn vô các bác gạt vào đây, các bác đặt vào đây. Đó, đây là đúng của nó, các bác đặt này vô, các bác ép vô các bác gắn được thôi. Đó đây nó xo này, các bác muốn thay cái cần ga này các bác đục vào đây, đục ở cái chốt này, các bác đục ra thì các bác lấy được cái cần này ra. Đó rồi, một số nguyên nhân, một cái nguyên nhân nữa bây giờ em gắn cho thì em nói này, cái nguyên nhân nữa khi các bác đóng ne vô, cái này chắc phải em phải gắn vô các bác mới hiểu. Em nói không là nhiều khi các bác không hiểu, để em gắn vô đã. Thì để gắn vô em nói luôn cái bộ e này, xe nó chạy nhiều nó ổn quá các bác. Cái bộ e này, cái lọc gió này á, cái lọc gió này của Trung Quốc nhiều khi các bác gắn vô, các bác đóng e là nó không có đẩy cái lưỡi gà lên được, nó không đẩy lên được thì cái bên trong này nó không có đẩy vào đây, nó sát kín lại được, các bác giật nó không nổ được, sáng ra hoặc để lâu các bác giật nó không nổ. Lý do là cái lưỡi gà nó không đẩy lên, hoặc là nó có đẩy lên nó không sát, nó không sát vô được thì nó cũng rất là khó nổ các bác nhé. Đó, riêng với cái thằng 381 hoặc 382 đó, mà dùng cái bô e lô đó, thì để xử lý cái đó thì các bác có thể mài cái bô e lô nhé, rin thì nó không có bị đâu, bác mài cái này đi một tí, mài chút xíu thôi đó, rà cái này đi tí, hoặc là các bác hơn nửa xíu cho nó mềm mềm ra, các bác lấy cái kìm bằng, các bác lấy kìm bằng cái bác ép nó xuống cho nó dài ra xíu là các bác đóng được. Đó, nhiều khi nó ruột nó không ăn đó. Để em gắn vô em nói tiếp. Tối rồi em cũng mệt lắm các bác. Làm cả ngày rồi đến tối mới quay clip, tại vì ban ngày khách nó đông mình không có quay được. Đến tối quay nhiều khi đuối quá, nói không nên lời, các bác thông cảm nhé. Thì đây này, khi các bác đóng này vô, đó nhiều khi cái lưỡi gà trong này nó không đóng này. Đó, ở trong này các bác để ý, các bác xài máy rồi các bác biết. Trong này nó có lưỡi gà này, nó không đóng được, tức là các bác đóng lên mà cái này nó không nhảy. Đó thì các bác mài như hồi nãy em chỉ đó, em hướng dẫn cho các bác đó, thì các bác mài y như vậy ha, thì nó sẽ đóng được thôi. Đối với những cái lọc gió lô, các bác lỡ mua cái lô đó hoặc xài máy lô đó, thì các bác làm như thế là đóng được thôi. Nếu như các bác mài nó quá tay, nó bị mòn quá thì các bác có thể hơi nóng lên các bác bóp nó ra, các bác dùng cái kìm ha, thì các bác bóp ra một tí là được thôi, nó một mủ mà mình hơi nóng được đó. Cái vấn đề thứ hai nữa là em hướng dẫn cho các bác luôn, đó là khi các bác đóng ne này, đó các bác đóng ne này xuống, các bác bật lên, đó mà nó không còn giữ được cái ga khóa ga này, đó tức là các bác mở lên là nó lên luôn, nó mở lên luôn, đó thì các bác đóng này, các bác mở này lên, khóa nó không, ga nó không còn khóa nữa, các bác thường bình thường các bác nhấp này cái rồi nó mới bật ra, đó các bác thấy không? Đóng xuống, mở lên, nhấp cái, bật ra, đó. Nhưng mà trường hợp các bác mà đóng xuống có bật lên là ga nó bật lên luôn, nó không khóa được, nguyên nhân là do cái chỗ này này, các bác để ý ở bên này nó có cái ngàm này, nó ở bên trong các bác tháo ra mới thấy ha, có cái ngàm chút xíu này để nó khóa ha, để nó khóa. Thì các bác lưu ý cho em, nếu mà nó mòn hoặc các bác gắn chịch thì nó sẽ không khóa được các bác nhá. Đó, ngay chỗ này này có cái ngàm đó, các bác lưu ý nhá, đó có cái ngàm này, nếu như các bác gắn chịch hoặc nó bị mòn rồi thì nó sẽ không khóa được ga. Đó, các bác đóng xuống, bác bật lên, đó là nó nhảy lên luôn. Đó, các bác thấy không? Đó, mình thường bấm một cái nó mới nhảy đây. Mình đóng xuống này, đó, bấm một cái nhảy lên. Mình đóng lên, bật lên luôn là ga lên luôn là nó bị hư cái này. Đó.
Đó, các bác lưu ý cho em nhé. Đó, nhiều đó thôi. Đó, vậy là ok rồi. Vâng, thưa các bác, vừa rồi coi như là em đã hướng dẫn cho các bác cách coi như là mình xử lý cái công tắc và cái ne của cái máy 381 Trung Quốc của Hoa, Trung của Hoa. Em hay gọi là Trung của Hoa các bác ạ. Đó, thì các bác nào có thắc mắc gì thêm cứ hỏi thêm thì em sẽ hướng dẫn cho các bác thêm các bác nhé. Đó, thì em hướng dẫn những cái cơ bản chính của nó. Đó, đó, nói chung là nó quanh quẩn đi, nó chỉ có nằm ở mấy cái vị trí đó thôi để các bác xử lý thôi. Đó, chứ nó không có gì cả các bác nhé. Đó, đó, thì các bác cái nào không hiểu thì cứ hỏi lại em. Đó, rồi các bác yên tâm ha. Rồi, cuối cùng em xin kính chúc các bác luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn cho cuộc sống. Các bác nhớ bấm thích, bấm like và bấm đăng ký để xem nhiều những video mới em hướng dẫn các bác sửa máy. Rồi là khi nào em rảnh rảnh em quay mấy em máy lên để các bác xem, bác nào ưng thì lấy em để cho. Rồi, xin chào các bác nhé, hẹn gặp các bác trong video clip là sao.